mà bạn gái Vĩ quen 3 năm cũng không biết, quen 3 năm không biết Vĩ bị hôn đó, khi nào Vĩ nói mới biết thôi chứ còn không nói cũng không biết, có lăn nắp nhưng vẫn bị thôi. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Ori Perfume Channel của Vĩ. Thì trong video ngày hôm nay Vĩ sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà Vĩ sống chung với bệnh viêm cánh. Đây là kênh nước hoa mà nói về cách trị viêm cánh thì cũng hơi kỳ kỳ ha. Nhưng mà không có kỳ đâu các bạn. Khi mà các bạn đã lên đồ lồng lộn xịt nước hoa thơm lừng mà đi một hồi môi nát nó ra nó túi rùm, nó rất là kỳ, nó còn thảm họa hơn nữa các bạn. Cho nên là để trở thành một người tinh tế, xài nước hoa đã tinh tế rồi đó, nhưng mình phải biết khống chế cái bệnh hôi nách của mình thì nó sẽ tinh tế hơn. Ngày xưa có rất là nhiều cách mà Vĩ đã dùng rồi. Tự nhiên nói mình bị hôi nách cũng kỳ, nhưng mà Vĩ cũng bị hôi nách rồi nha các bạn. Đó là do ngày xưa mặc đồ lén của đồ ké của mấy bà chị á. Ngày xưa mấy bà mặc đồ của mấy bà chị, xong cái tại nhà nghèo quá mà không có tiền mua đồ thì mình mặc như vậy á. Bà chị bà bị hôi nách, bà lớn tuổi hơn, bà phát triển trước nên bà bị hôi nách trước. Bà bị thì xong thì mình mặc lại những cái bộ đồ cũ đó mình cũng sẽ bị hôi nách luôn nha các bạn. Đây, chính bản thân mình bị bằng cái con đường đó nên mình biết là hôi nách nó cũng lây qua đường quần áo mặc chung ha. Thì nếu mà mình bị hôi nách mà mình biết cách sống chung với nó thì mình không cần phải dùng những biện pháp như là phẫu thuật tiết mồ hôi, tiết mồ hôi ở dưới nách hay là bắn laser này kia, đau đớn tốn tiền đâu, không cần thiết. Và Vĩ cũng có nghe những người bạn của Vĩ nói á, là bác sĩ khuyên là không có nên cắt cái tiếng mồ hôi nách thì nó không có gây hôi nữa gì đó, hay là bắn laser, tại vì khi mà cái cơ thể của con người nó luôn điều tiết ra những cái mồ hôi hay là những cái này kia như vậy, mà mình không cho nó ra bằng đường nách thì nó sẽ đi ra bằng đường khác nha các bạn, thì nó cũng mang theo cái mùi hôi đó đi ra bằng đường khác. Cho nên là bạn có kịp đường nách thì nó cũng ra đường khác, thì nó cũng hôi chỗ khác thôi. Cho nên là không cần thiết mà tốn tiền đau đớn. Nếu như các bạn nào mà triệt mùi hôi nách, mùi hôi nách mà thành công rồi thì các bạn hãy comment cho mọi người tham khảo nha. Còn riêng đối với Vĩ, hiện tại Vĩ sống chung luôn với cái mùi hôi nách đó bình thường, mà bạn gái Vĩ quen 3 năm cũng không biết, quen 3 năm không biết Vĩ bị hôi nách, thì nào Vĩ nói mới biết thôi chứ còn không nói cũng không biết. Nhưng mà ngày xưa mình không có biết, hồi học cấp 3 không, lúc đó cũng không có biết, cho nên là vẫn bị hôi mặc dù vẫn lăn nách, các bạn có lăn nách nhưng vẫn bị hôi. Một thời cứ mình lăn, mình trước khi đi học mình lăn xong cái đi học cái mình ra mồ hôi cái mình hôi à. Đó là do mình không có biết cách, cũng lăn nách nhưng mà phải lăn đúng cách thì nó mới không hôi nha các bạn. Đó, thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà bị sống chung với cái việc mình bị hôi nách, rất đơn giản, không có tốn tiền gì trơn, vẫn phẫu thuật đau đớn, bắn laser gì kia trơn, những cái đó mình nghe nói là các bác nữa vẫn bị lại, sau vẫn bị lại. Và vì cũng đã ngày xưa vì cũng đã sử dụng những cái truyền thống, ví dụ như những cái bài truyền thống như là tắm bằng chanh nè, tắm bát chanh mình chài vô nách để cho nó trị cái mồ hôi. Tuy nhiên là nó mình cảm thấy nó ra mồ hôi quá nhiều, tự nhiên nó ra mồ hôi nó ra quá nhiều, mà nó không hôi thiệt nhưng mà nó ra quá nhiều mồ hôi và nó cũng không được thơm, thì nó bình thường thôi, nó không mùi mà nó hơi bị khô cái nách, cái chanh nó, cái chất axit nó làm khô cái nách của mình. Thứ hai nữa là mình dùng bằng phèn chua đó các bạn, cũng ngồi xào rang lên, xong rồi giả nhuyễn ra rồi bôi lên nách sau khi tắm thì mình cảm thấy nó cũng ra mồ hôi rất nhiều, nó kích thích ra mồ hôi, sao thấy ra mồ hôi nhiều lắm. Mình xài được vài lần mình thấy không ổn, cũng xài một thời gian với mấy bạn nữa thấy không ổn, thấy cũng ra mồ hôi mà nó cái mùi nó hơi chua chua, hơi kỳ kỳ, cái mùi nó không thơm như răng mắt này kia đâu, nó kỳ lắm. Mình cũng không thích hợp, mình cũng thích xài, tại vì á cái bản thân một người không hôi nách thì cái nách cũng nên thơm nha các bạn, không phải dùng răng nách hoặc là xịt nách cho nó thơm, chứ tự nhiên nó không mùi mà nó còn hơi chua chua, như chanh là nó không mùi đúng không, nhưng mà nó không nách, còn phèn chua thì nó hơi chua chua, thì cái mùi của cái phèn chua nó phải là cái mùi chua của mồ hôi mà nó hơi có mùi của phèn chua, nó kỳ lắm, nó không có mùi thơm. Quan trọng là mình cần cái mùi thơm, nhưng một người không hôi nách cũng cần có mùi thơm của nách mà lấy gì, một người hôi nách mà đi không có mùi, cho nên là mình dùng lăn nách, mà dùng lăn nách không cắt lại không có thơm mà còn gây ra tác dụng phụ, đó là cái mùi của lăn nách cộng với cái mùi của hôi nách là một mùi kinh khủng khiếp. Ok thôi, dài dòng quá, chia sẻ cho các bạn biết là mình đã cố gắng rất nhiều để trị cái hôi nách, nhưng mà để sống chung với nó luôn nhưng mà cũng không được. Thì sau này á, khi mà bị lên đại học rồi ra trường luôn thì cũng mới có một gặp một bà chị cho đó là vẫn ra xài lăn nách đó, nhưng mình xài sau khi tắm nha các bạn, sau khi tắm mình xài, hoặc là khi mình muốn xài mình phải rửa cái nách mình sạch trước rồi mình mới lăn nách lên thì nó mới không bị hôi nách trở lại nha các bạn. Thì nó không bị hôi nách trong vòng một ngày thôi, chứ còn một ngày ăn phải tắm lên thôi cũng không vấn đề gì ha. Có nghĩa là mình xài sau khi mình rửa sạch cái nách hoặc là sau khi mình tắm
thì nó mới không bị hôi nách lại trong quá trình mình hoạt động, mình ra mồ hôi. Còn khi mà ví dụ như bình thường thời các bạn là bị tắm buổi tối đúng không, bị thức dậy xong bị không có rửa nách lại mà bị dùng lăn nách luôn thì nó không có tác dụng cho bạn, đi học vẫn bị hôi. Còn khi mà mình biết dùng rồi đó, là các chị đó chị á, thì sau khi tắm mình mới dùng. Mà khi mình đi học á, mình không có tắm thì mình rửa lại cái nách cho sạch rồi mình mới lăn nách hoặc là xịt nách thì nó sẽ không có bị hôi nách trở lại nha các bạn. Đó, đó là cái chiêu đơn giản cực kỳ luôn. Mình sống chung với cái việc bị hôi nách cũng 7-8 năm nay và không hề hôi nách. Những người kế mình không phát hiện ra mình bị hôi nách. Khi mình hoạt động mạnh ra mồ hôi nhiều đi nữa, hoặc là trời nắng nóng ra mồ hôi nhiều đi nữa cũng không có phát hiện ra mình bị hôi nách. Bởi vì nó không có ra mùi mùi hôi nách mà nó ra cái mùi mùi cái mùi mà lăn nách đó. Đó. Cho nên là các bạn chỉ cần làm sạch nách trước khi bôi lăn nách hoặc là xịt nách. Và bây giờ bị dùng xịt nách không à? Tại vì lăn nách á mình dùng tầm nửa chai là cái nửa chai còn lại trong chai á nó bị bẩn, nó bị dính lông nhiều rồi nó đục, nó không có sạch nữa. Cho nên mình dùng xịt luôn cho nó đảm bảo từ đầu đến cuối là nó sạch luôn, nó không phải bị dơ dơ ngược vào trong. Đó. Và mình dùng á, mình dùng những cái loại mà xịt nách mà mạnh 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 đô một xíu, tại vì mình bị hôi nách mà, đâu phải là mình không bị đâu. Mình phải dùng những cái loại mạnh đô một xíu, chứ còn mình dùng những cái loại nhẹ nhẹ đô thì nó không hết được, thì mình hãy chuyển sang những cái loại mạnh đô. Như vậy thì Vĩ hay dùng những cái loại như, mạnh như là Nivea nha các bạn. Hồi trước là dùng nhãn lăng mà thấy nó nửa chai nó dơ ở dưới, mình không dùng lăng nữa, mình dùng xịt xịt của Nivea đó. Thì cái loại này nó mạnh đô thì nó mới giữ được cái nách của mình không bị hôi trong cả 24 giờ luôn. Rồi đây khi mà hết cái này xài hết luôn, bữa giờ chưa có mua lại được. Xài ké của bà giờ, bà giờ bà xài cái loại này của người ta cho mà không có tác dụng. Cái loại này này nó làm cho cái giữ cái nách của mình nó không có hôi trong thời gian ngắn lắm, tầm 10 tiếng thôi, tầm 10 tiếng thôi. Này giữ được 24 tiếng mà mỗi ngày phải tắm nha, tắm tắm thì nó hôi thôi đó. Thì cái này nó không có mạnh bằng, cho nên tầm 8 tiếng 10 tiếng là nó hôi lại rồi, nó hôi nhẹ nhẹ lại là phải đi rửa nách lại. Còn những cái loại lăn khử mùi nước hoa, đây là lăn khử mùi nước hoa nha các bạn. Đây đây là lăn khử mùi của Paco Rabanne, của cái dòng Invictus đó, dòng nước hoa, cái mùi là mùi nước hoa Invictus luôn. Còn này là Bolo Black đó. Đây là những cái lăn khử mùi nước hoa mà bên Mỹ bán, ví dụ như đây nữa nè, Acmanicot này, lăn khử mùi Acmanicot, lăn khử mùi của Davidoff Cool Water, đó là mùi hương của nước hoa của những cái dòng này luôn. Thì những cái mùi này á, vị thấy á, là nó cũng không có tác dụng mạnh trong cái việc giữ cho cái nách mình không bị hôi nách trở lại, nó chỉ có giúp là cái nách mình nó thơm cái mùi như nước hoa đó thôi. Như ví dụ như bạn xài cái nước hoa của cái dòng này thì bạn cũng có thể dùng cái lăn nách này để nó đồng bộ mùi ha, đồng bộ mùi trên cơ thể đó hả. Còn không thì các bạn cũng dùng những cái loại mà có mấy chục ngàn như cái này cũng bị thấy là rất là ok này. Không phải quảng cáo đâu nha, bị không có cửa để mà nhận quảng cáo đâu, cho nên không có nói là những cái quảng cáo đây nó cười bị xài xài không còn luôn, bị xài nên bị tư vấn cho các bạn cách để sống chung với bệnh hôi nách. Mình thấy kỹ đó các bạn, bệnh này không có trị được đâu, đừng có trị ha, sống chung đi, sống chung cho vui. Còn những cái thanh mà mùi nước lăn khử mùi nước hoa này khử mùi cơ thể thôi, còn không thể được khử mùi hôi nách được, nó giúp cho cái nách của mình nghe có mùi nước hoa thì đó ha. Cho nên cái này nếu ai bị hôi nách đừng có xài, còn ai mà không bị hôi nách và muốn xài những cái lăn nách xịn xịn như này vài trăm ngàn của những cái thương hiệu nổi tiếng thì inbox cho Vĩ qua Zalo 0909 995611 thì tư vấn cho. Còn nhiều mẫu lắm chứ không phải bốn mẫu này không đâu, rất nhiều mẫu mà, tại đang hết hàng, đang hết hàng nên không có đưa ra xem, còn bốn mẫu này. Ok đó, thì cái này cũng có tác dụng gì, mấy cái loại mà màu đỏ đỏ của bên Mỹ hay gửi về á cũng không có tác dụng luôn, bị đã xài cái mẫu đó rồi, màu đỏ đỏ cái thanh đó cũng không không tác dụng gì hết, vài tiếng là nó hôi lại. Chỉ có bị xài cái mấy cái thanh mấy cái bình xịt của Nivea này ok, lăn cũng được nhưng mà lăn nó dơ, xài xịt đi cho nó hơi mắc mắc hơn một chút, mắc hơn một chút mà nó sạch sẽ, nó nhanh xịt sạch sẽ mát lắm. Ok thì video của Vĩ nội dung có nhiêu đó, chia sẻ cho các bạn cách sống chung với bệnh thế kỷ không có gì hơn, vì Vĩ đã từng có những cái giai đoạn khủng khiếp thời tuổi trẻ bị hôi nách, bạn bè ngồi kế bên mình lâu lâu mình hôi nách mà mình cũng biết. Ê, mình biết là ok nha, mình không biết mới là khủng khủng khiếp, mình biết nhưng mà mình không biết cách làm sao hết, mình chỉ biết khép cái nách lại để cho nó bớt bay cái mùi đi, nhưng mà nó vẫn nghe nha các bạn. Nhưng mà cũng tại vì cũng chơi thân nên cũng đỡ, chứ dòng không chơi thân chắc nó từ mặt mình luôn, chắc nó né luôn á, nó xin xuống bằng cuối nó ngồi á. Hồi đó mình đi học do lùn quá ngồi bằng đầu không đó đó. Ok ha, thì video đến đây là kết thúc. Vì hy vọng là cái video này dùng nó dài dòng một chút, nhưng đó là những cái gì mà Vì muốn chia sẻ cho các bạn, hy vọng rằng nó sẽ có ích cho các bạn, đặc biệt là những bạn trẻ mới lớn chưa trải sự đời
chưa có mới mới lớn thì mới mới dậy thì này kia nó bị hôi nách, là hoặc là mặc đồ chung của người khác nó bị lây. À khoan, khi các bạn bị hôi nách thì các bạn không nên mặc lại những cái áo mà nó dễ bị hôi nách, ví dụ như cái áo đó mình mặc hoài cái nó rất là mình cảm giác nó rất là nhanh bị hôi nách trở lại thì mình đừng có mặc như vậy. Thì những cái áo đó giống như là cái con vi khuẩn mà hôi nó mang lại cái sự hôi nách nó đã ăn nhập vô cái áo luôn rồi. Khi các bạn mặc cái áo đó thì rất là nhanh, vài tiếng thôi, đổ mồ hôi thôi là nó sẽ bị hôi nách lại. Mà hôi nách không phải do cái nách của mình mà do cái áo đó thôi các bạn. Nên bỏ những cái áo đi, mặc những cái áo mới và luôn giữ cho cái nách mình đừng có bị hôi, tại vì khi bị hôi nó sẽ nhiễm vô cái áo đó. Đó, bằng cách là ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ, ngày nào cũng lăn nách thì cái nách mình nó không có bị hôi. Nó không hôi thì nó không có truyền cái hôi nách đó qua cho cái áo, thì cái áo nó không có bị hôi nách. Cái áo nó bị hôi nách thì nó cũng sẽ, nó giống như nách mình đó, ra mồ hôi là nó sẽ bị hôi liền à. Ha, đó là cái cách mà không bị hôi nách, không bị hôi nách khi mình bị hôi nách, nó sống chung với bình thế kỷ. Ok, nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì Vĩ xin các bạn hãy cho Vĩ một like để nhiều người biết đến cái video của Vĩ hơn ha, và đừng quên subscribe kênh của Vĩ cũng như đặt cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi Vĩ đăng những video mới lên nha. Video này kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye, đừng có để mình bị hôi nách nữa nha, rất đơn giản.